Hi, chào bạn đã quay lại với channel của mình. Ok, quay lại với game Auto Chess Movie nha. Ok. Rồi, lúc nào vô cũng chọn như vậy thì nó dễ rồi. Như có bạn vô hỏi mình biết cái Season 19 là như thế nào không? Season 19 là hình như là cũng có update rồi đó. Thì phải là hình như là hết tuần này. Hết tuần này thì chúng ta sẽ có thêm một cái Battle Pass mới. Battle Pass mới thì có vẻ như là chúng ta sẽ có hai cái rương mùa mới, cái mùa mùa hè đó, một cái là cái gọi là Hí Thủy Triều, không, cái này là khác nha, cái đó là hai cái skin, hai cái rương mới. Hai cái rương này thì nó sẽ cho ra một số lượng kin nhất định. Cái rương này thì bạn biết đó, nó cũng giống như mấy cái rương khác thôi, là bạn phải mở bằng 10 chìa khóa đó. Một cái là ra cái Hí Tiểu Thư này, Hí Thủy Tiểu Thư này là con The Soul. Ôi nhưng mà con đồ so này chất lượng nha. Con đồ so này chất lượng nè, nó giống như là con Siren mà mùa bản trước, cái mùa trước đó. Còn cái một con nữa là con một cái rương khác. Một cái rương khác đó là cái hộp là một là mùa hè cuồng giả A, là ra sẽ ra con đồ so trang phục bãi biển. Với lại một cái con là cuồng cái rương là mùa hè cuồng giả 4. Quên B. Mùa hè cuồng giả B thì nó sẽ ra một con Rim Tất trang phục bãi biển. Ok. Đa phần là hai cái skin đó là sẽ là hai skin chính của cái mùa hè cuồng giả này. Chà, có vẻ như khá là bưởi nha. Khá bưởi đó. Rồi còn mấy cái skin còn lại thì chắc là cũng gọi là tạm thôi, nhưng mà giá tiền nó không cao. Hai cái rương này nếu mà muốn mở lời đó thì phải mở ra cái skin này luôn. Một là The So, hai là Rim Tất luôn, chứ còn mà mở ra mấy cái skin kia thì có vẻ như không lời. Không lời. Với lại rồi còn thêm bản hai chiều, không biết là vậy là ở trong quà tặng là nó sẽ có mở ra được một cái, ở trong cái rương đó nó sẽ mở được một cái quà tặng rune nữa. Cái quà tặng rune này bạn sẽ mở ra được một trong năm skin bãi biển. Mà mình check giá cái skin bãi biển này á, thì nó rơi vào đâu đó khoảng một sao á là đã 100 mấy rồi, hai sao là nó rơi vào đó 200, ba sao là 300 mấy. Nói chung là cũng khá là ổn, cũng khá là ổn cho một cái rương. Nếu bạn mở ra thì bạn sẽ lời, mở ra quà tặng thì chắc chắn lời rồi, chắc chắn lời, tại vì bạn có thể mở ra được 5 skin này là chắc chắn là bạn lời rồi. Còn tỷ lệ ra cái skin kia thì cũng hơi hẹo lắm, nhưng mà để coi nếu mà đầu tư 10 rương thì sao. Nhưng mà bạn biết sao, nếu mà bạn nào thông minh á, bạn ra cái skin rương này liền á, bạn nào mà chơi mà ra rương này liền thì bạn bán đi liền cho mình, đừng có để. Bán đi, nếu mà bây giờ mà bán đi thì mình chắc giá chắc cũng phải đâu đó vào khoảng 20 đồng bóc kẹp. 20 đồng bóc kẹp là đâu đó khoảng 3 đô. 3 đô, mỗi đô là 6 đồng. Như vậy thì khoảng 3 đô hơn, nhưng mà tính cho 3 đô đi. Tính cho 3 đô đi. Rồi sau đó cái rương này rồi nó sẽ rẻ thôi. Rồi nó sẽ rẻ rồi lại thôi, chứ nó không có mắc tiền ở mức vậy. Nó mà nó có mắc lắm thì cũng phải từ 5-6 đồng thôi, chứ không có tới 20 đồng. Cho nên là ra là bạn bán liền cho mình, đừng có để nó phí, anh em không? Để nó phí dữ lắm luôn, bán liền cho mình. Gặp ông nào mà mua mà kiểu như đang gọi là gấp á, mà kiểu là đại gia mà cần phải mở liền đó, bán liền. Mua bao nhiêu là bán bấy nhiêu luôn. Đó, mua 20 đồng bán 20 đồng, mua 15 đồng bán 15 đồng, bán liền. Tại vì sau này giá rương nó sẽ rẻ lại. Nhưng mà sau này nha, thì cái thời gian của bạn chờ nó hơi lâu. Cho nên bạn muốn mở rương mới á, thì bây giờ bạn phải đầu tư mua rương luôn, hoặc là bạn tích rương luôn bây giờ. Nhưng mà thường á, nếu mà cái ông nào mà chịu đầu tư rồi đó, thì khả năng cao là người ta chơi theo cái dạng là mua không à. Mà mua thì muốn mở sớm bán được kinh xịn á, thì chỉ có mua rương mà mua mắc tiền thôi. 20 đồng. Có kỳ đó mình nhớ cái lúc mà cái rương mà bãi biển mùa trước đó bán được tới 40 đồng một rương, 40 đồng là rơi vào đâu đó khoảng 6 đồng đúng không? 6 năm là 30, khoảng 40 là khoảng là khoảng 7 đô. 7 đô. 7 đô một rương, bán một rương được 7 đô là thấy bèo bèo cũng phải được 150 rồi. 150 một rương đó nha, một rương 150.
mà mở 10 rương thì nếu mà nó ra cái skin đó thì cái skin rơi vào đâu đó khoảng ngàn điểm, bao qua ngàn đồng bốc kẹt, ngàn đồng bốc kẹt thì nó bao nhiêu tiền, ngàn đồng tính cho 1.200 đi, 1.200 là khoảng 200 đô, 1.200 là khoảng 200 đô, 200 đô là đâu đó khoảng 4 triệu, wow, một cái skin khá ổn. Nhưng mà nhiều bạn hỏi cái đầu cái bóc kẹt áp đó thì bây giờ có thể mà theo kiểu là rút tiền được hay không, được nha, rút qua Alipay nha. Bạn đổi từ đồng bất kể app ra thành tiền gọi là tệ, nhân dân tệ đó, xong là chuyển qua Alipay. Mà không biết Alipay đó thì có rút về Việt Nam được hay không thì mình chưa 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 kiểu giống như là chưa có kiểm á, nhưng mà hình như là được, hình như là được. Bạn chỉ cần lên Google bạn nói là chuyển Alipay về Việt Nam thì chắc là được thôi, rút về Việt Nam cũng dễ. Nói chung là mấy cái bây giờ thì nói chung cũng 4.0 rồi. Bạn không có chỗ này cũng có chỗ khác để bạn bán thôi. Thường á là mà có mấy cái trang trung chuyển nó sẽ trung chuyển nó lấy phí nhưng mà nó sẽ đổi thành tiền Việt Nam được. Đó, ok, hoặc là không cần đổi thành tiền Việt Nam cũng được nữa. Bạn đổi qua PayPal cũng ngon rồi. Miễn là chuyển từ Alipay ra PayPal là thấy ngon rồi. PayPal thì đương nhiên PayPal thì có cái app ở Việt Nam rồi, anh em muốn rút về lúc nào anh em rút, nhưng mà chuyển về PayPal là anh em có thể sử dụng được nhiều thứ. Giống như mua hàng chai điện tử cũng thanh toán bằng PayPal được nè. Đâu cần phải chuyển về Việt Nam làm gì, tốn phí đúng không? Chuyển về PayPal được là ok rồi. Mua hàng chai điện tử nào cũng thấy thanh toán bằng PayPal cả nè. Netflix cũng thanh toán bằng PayPal nè. Rồi mua game trên Steam cũng có thể thanh toán bằng PayPal được phải không? Nói chung là nhiều thứ lắm, Google nè, App Store nè, đều có thanh toán bằng PayPal được hết, cho nên là rút từ Alipay ra PayPal là thấy là có lời. Đừng có chuyển về Việt Nam, chuyển thành tiền Việt Nam nó tốn phí đó. Nó tốn phí, nó thành hỏng lời. Mà nói thiệt bây giờ mà đầu tư rương này chơi theo kiểu là giống như là một cái gọi là cũng ok lắm, mà có skin bạn dùng, bạn không thích bạn bán, bạn đổi thành tiền. Trời đất ơi. Được chưa? Được chưa? Mình nói thiệt tới bây giờ mà có cái ông nào mà chưa biết mà sử dụng cái bóc kẹt app là lỗ rồi, lỗ rồi. Họ từ trước tới giờ mà anh em nào mà xem kênh mình thì mình đã hướng dẫn anh em rồi. Gọi là lấy tiền mà bạn nên nhớ mình mua hồi đó nha, mình đã chỉ anh em cách mà để lấy ba tù bát không cần tốn đồng tiền nào luôn. Cứ bán rương, tích rương hoặc là mở rương lấy tiền, mình mở kỳ đó mình mở được một con ray đó. Có 10 rương thôi à. Có 10 rương thôi, 10 rương đâu đó khoảng 900 donut là khoảng 900 donut là chưa tới 200 ngàn. Chưa chưa tới ô hao quá. 400 ngàn hay 300 ngàn gì đó, 300 ngàn đổi được một cái là một 400 bốc kẹt áp, đồng đồng bốc kẹt áp là nó rơi 400 là bao nhiêu? 400 là tính cho 500 đi. 500 là khoảng 10 đô. 10 đô ồ đâu có. Tính tính vậy đâu có đúng. 6 đồng một đô thì 60 đồng là 10 đô là khoảng đúng là 200 đô, 200 đô mà 200 đô là đổi ra 4 triệu mấy rồi, là thấy lời chưa? Là xong đó lúc đó cái mình lấy cái đó mình bán xong mình mua lại Battle Pass, mua được ba cái Battle Pass liên tiếp luôn. Một rương là một 10 rương đổi ra một skin xịn. Một kỳ thủ xịn chứ, một kỳ thủ xịn bán đổi thành ba cái battle pass. Trời đất ơi, nghe là lời liền, nghe là thấy lời liền anh em thấy không? Trời ơi, nó đã dễ sợ luôn. Mà cái đó mở có lời là vậy rồi anh em à. Nhưng mà cũng có nhiều khi nó hơi đen. Nhiều khi hơi đen mở không ra thì anh em phải chịu thôi. Nhưng mà anh em có thể gọi là ngã ở đâu thì đứng dậy ở đó luôn. Ngã ở đâu đứng dậy ở đó luôn, cứ làm cho mình. Ngã ở đâu cũng vậy đó. Có bạn lên nhóm của mình thì bạn sẽ thấy rương nào mới ra là có người mở hết, mà mở toàn là thanh niên mở trăm rương không, trăm rương nha. Mà trăm rương là lúc đó đâu có rẻ đâu anh em, mà trăm rương chỉ cần tính tiền chìa khóa thôi là anh em đã thấy thốn rồi. Tính tiền chìa khóa thôi là anh em đã thấy thốn rồi. Trăm rương là phải ngàn cái chìa khóa đó. Ngàn chìa khóa mà nghĩ đi, 100 chìa khóa là đã 900 rồi, 1.000 là phải 9.000 donut, 9.000 donut nha. 9.000 donut thì mình không biết là bao nhiêu tiền, chắc không phải mấy triệu. 9.000 donut mở ra toàn là rương kỳ thủ xịn không à. Kin xịn nhất không, bán lại lời toàn là nhân 2 nhân 3 tài khoản không à. Xịn thật sự luôn.
mấy cha đó chơi chất lượng, chất lượng đã mở là phải vậy anh em, mở là lúng luôn, mở một phát 100 rương cỡ nào anh em cũng lời, hiếm nha, hiếm ông nào mà mở 100 rương mà lỗ lắm. Tại sao? Thường thường cái game nó đặt target khoảng 50 rương là bắt đầu nó ra một cái tổ hợp bàn cờ rồi, cái quà tặng một hoặc là quà tặng hai, quà tặng hai hoặc cái hồng quà tặng một mà bạn mở được cái rương xịn hoặc là bạn bán cái quà tặng thôi, chứ bạn đừng mở rương, bạn đừng mở ra luôn, bạn bán cái quà tặng thôi, cái quà tặng không phải 500 bốc kẹt áp rồi, đồng đồng 500 đồng rồi. À, mở ra cái xương rương xịn nữa là đã khoan là khoai ngàn ngàn mấy à, mà ngàn tầm ngàn hai thôi là 200 đô rồi. À, ngàn hai là khoảng 200 đâu á, ngàn hai hả, ngàn hai 10 60 đồng, sau 60 đồng là 10 đô, 600 đồng là 100 đô, vậy đúng rồi, ngàn hai là khoảng 200 đô rồi, quá rẻ. À, 200 đô là thấy kiếm lại được 4 triệu mấy, mà chưa tính tới mấy cái skin lẻ lẻ nữa nha. Bây giờ nó có dung hợp. À, bây giờ có dung hợp anh em, mà dung luyện một cái mấy cái skin lẻ lẻ nó lên sao, một cái mà nó ra skin xịn một cái là thôi. Thôi thôi thôi. Chấm con mẹ nó dứt luôn. À, tiền đẻ tiền không đó bạn. Chủ yếu là anh em có dám đầu tư hay không thôi. Ừ, được chưa? Cho nên mình nói thiệt luôn, cái bây giờ Pocket App đó là anh em lên nên nghiên cứu nha. Mình hôm nay mình canh canh mình bán rương rẻ rẻ, mình tích chắc cũng được khoảng được 200 đồng Pocket App rồi. Vài bữa nữa mình hôm nay ra rương nhiều mà mấy cái rương như cái trống nè, bán được 0.1 chứ bộ. 0.1 mà lâu lâu còn lên được 0.2. Mấy cái rương hiếm hiếm thì phải mấy đồng. Hôm nay mình tích tích ra chắc cũng phải được cả 200 đồng mà hơn rồi đó. 200 đồng là cũng kiếm được mới rồi đó. Bây giờ mình chỉ cần tìm cách chuyển về Alipay, xong rồi mình phải coi Alipay nó có chuyển thành PayPal được hay không. Đó là có tiền 20 đô vào mồm. Không? Chơi sẵn sàng mình đâu có mở rương đâu bạn. Hôm nay mình không có mở rương. Mình chỉ bán rương thôi. Bán rương thôi mà đã tích được 200 rồi đó. Mình chắc cũng phải 2 mùa hơn rồi. 2 mùa, 3 mùa hơn vậy rồi đó. Từ lúc mà mình mở con Ray tới bây giờ mình lấy con Ray đó mình mua 3 cái 3 thù bát. Xong rồi mấy cái rương mình đâu có mở nữa, mình để mình bán hết, bán sạch hết. À, mình có là mình bán, có là mình bán. Có những cái rương mà nó bán có nhiều ông mua nó bắt đầu nó hiếm đó, nó lên thành 0.2 nè, 0.3 tiền luôn. 0.3 thì tính bán 3 rương là được 1 đồng rồi. 3 rương được 1 đồng, 3 rương 1 đồng mà 30 rương là thấy 10 đồng rồi. Nó nhanh mà. 30 rương anh em, nó bây giờ chơi một trận anh em có thể rớt 2 rương luôn, 3 rương luôn. Đúng không? Anh em có thể rớt 2-3 rương, anh em nào đã chơi game anh em sẽ thấy một cái top 1 hoặc là một cái top 2 vậy, anh em rớt 2-3 rương là chuyện bình thường. 2-3 rương là vô, mình chỉ cần nói cái giá sát sàn nhất là 0.1 thôi. Là đấy thấy được 0.3 rồi. À, một trận thôi mà đã được 0.3 là chơi 2 trận, 3 trận là kiếm được 1 đồng. Dễ, trời ơi. À, chơi game là giải trí cái đấy, nhưng mà lại có được chút xíu gọi là chút xíu gọi là thưởng vậy đó. Tích chừng mấy mùa các anh em, nếu mà anh em tích chừng mấy mùa anh em thích, anh em xuống sát kiểu là mở rương hên xui được ăn cả ngã về không, về không anh em đâu có mất gì đâu, anh em chỉ chơi không mà. Hôm nay anh em chơi không chưa nạp gì hết nha, bán rương tích tiền thôi đó. À, một cái là lên hương luôn, chỉ cần ra một cái kim hiếm một cái là xong, lời liền. Còn nếu mà chơi mà lúng hơn nữa là sao đó, bỏ tiền thêm vô mở cho nó nhiều, hoặc là theo kiểu là thôi không chơi, tao lấy tiền đó tao đổi thành donate mua battle pass. Trời ơi, có quá nhiều skin ở trong battle pass mới luôn, trời thấy chưa. Còn sử dụng Pocket App sao thì mình đã hướng dẫn rồi nha, và Pocket App nó cũng có tiếng Việt nữa cho nên là nó không có khó gì đâu bạn. Mình đã có hướng dẫn rồi, anh em tìm lại video anh em xem đi, bán rương nè, đăng nhập như thế nào mình đã hướng dẫn hết rồi. Nhưng mà ở trên đó nó cũng có tiếng Việt nữa cho nên là không có khó. Hồi trước nó chỉ có tiếng Anh thôi, tiếng Anh với tiếng Trung thôi thì nó hơi khó, nhưng bây giờ nó có tiếng Việt nữa rồi cho nên là anh em đơn giản, anh em cứ lên và anh em dùng thôi. Úp con cây ba luôn chứ sao giờ. Úp con cây ba luôn như giờ, không nói thiệt, cái đồ hình này đi gấu là nát nè, đồ hình này đi gấu là rất nát nha. Nhưng mà bây giờ mình cứ cầm con gấu đây trước đi, mình cần thêm một cái hiệu ứng khống chế nhẹ nhẹ cũng được. Chứ bây giờ bài này mà đi gấu thì chỉ có chết thôi. Bài này đi gấu chỉ có chết thôi. Mình đừng gấu đừng có dụ mình, nói thiệt luôn. Mình đang để gấu trong trong bàn cờ, bạn nghĩ là mình đi gấu không? Không.
Cái này gọi là giả mù sa mưa thôi à, cái này gọi là đánh đòn gió thôi, sử dụng khi mà mình còn lợi ích thì mình dùng, còn hết lợi ích tố bố mày bán à, khi mà tao có con khác ngon hơn là tao bán liền. Ok, đạo hình này mà đi siêu đẻ chắc cũng được à. Có con cây hai hai sao à, cây hai hai sao với lại một con cây hai ở ngoài nữa, cho nên là có vẻ như là ổn. Thấy không, thấy con gấu Saman thấy vậy có lợi không? Đam to nhất nha, à đam to nhất tim. Chết rồi, chết tụi mày rồi. Bây giờ mới chơi nè, bây giờ mới chơi nè, đưa cái này vô nè, xong rồi bán gấu đi hết bạn nè, xong giờ để con sâu vô có hai giả thú. Hoặc là bây giờ bạn muốn chơi chất chơi nhất là bạn biết không, bạn để con mèo vô, nhưng mà mình thì mình không muốn để con mèo vô như vậy đâu. Đó, như vậy nó sẽ có thành ba con cây hai. Ý, nhưng mà ba con cây hai này ngon nha, nếu mà đẻ được là chất lượng á. Để mình coi vô, mình coi trang bị, trang bị này là mình phải lên được cái thớt hoặc là cái trứng liền. À, cái thớt là ngon lắm, cái thớt là nó sẽ giảm 30% nếu mà cái con triệu hồi nó chết, giảm 30%. 30% thì cũng tới không chuyện các bạn, hai con chết là giảm được 60 rồi. Mà cái con cây hai này thời gian hồi chiêu của nó đâu có cao lắm đâu. Giảm được 60% rồi là thấy cũng tới rồi. À, bạn hiểu không? Ok, trời ơi. Ủa mày siêu đẻ ở đây thì tao cho mày, tao cho 40 bùi. Quái nè bạn thấy không? Quái đứng hàng dự bị nè bạn, quái này quái dự bị nè, tại sao? Triệu hồi để đó thôi chứ bố mày chưa xài đó, khi nào mà cần thì mới ập vô. Chết chết tụi này, tụi này mà nó sơ sẩy là sao, mình đẩy cho hết máu luôn à. Ô trượng ma pháp, khoan nha, khoan nha, ép cái chén cũng được nhưng mà cái chén thì chưa ngon. Tại sao? Mình cần đó, đúng rồi, hay quá, có cái thớt luôn. Cái thớt này nó sẽ, cái trứng thì ngon hơn. Tại sao bạn, cái trứng á, là cái nếu mà con triệu hồi của bạn chết á, nó nổ gây 150 sát thương phép. À, 150 sát thương phép thì nói chung cũng được, cũng gọi là có đam đi. Nhưng mà nó, cái hay nhất của cái trứng là sao, là giảm 50% hồi chiêu. Mà bạn con cây hai này thì sao, nó triệu mỗi lần nó gọi là nó gọi hai con, nó hai con đó nó chết là hồi 100% hồi chiêu đúng chưa, là triệu hồi thêm được hai con nữa, mà hai con đó chết thì tiếp tục hai con nữa. Lúc nào trên bàn bạn cũng có lính nếu mà bạn sử dụng được cái trứng, đúng không? Lúc nào trên bàn của bạn cũng có lính đó. Đó, nhưng mà bây giờ mình có cái gọi là cái thớt là được rồi. Đó, một nè, cái thớt này thì cái con triệu hồi chết đi thì nó không có gây sát thương, nhưng mà cái trứng lại có. Đi cái đội hình này mà cầm được cái trứng hiệp 25 thì tụi này chỉ có nước mà khóc thét thôi. Vừa hồi chiêu nhanh nha, vừa hồi chiêu nhanh, thêm một cái nữa là sao, là đam nữa, giết nó gây đam. Nó gây đam hậu rất là khó chịu, tại vì 150 đam phép đâu có ít đâu bạn, mà nó cứ triệu hồi hoài luôn, là lúc nào trên bàn bạn giết nó và bạn bị gây sát thương đó. Tội nghiệp dữ lắm đó, bạn thấy không, quái nó bu quanh luôn. Mày hai con cây ba này, mày tưởng mày ngon hả, mày ngon hả, tao hai, tao ba con cây hai nè. Đâu rồi, ghê 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 ghê, bài chất lượng thật sự, nhưng mà đưa vô như vậy thì lại không ngon. Đưa con mèo, tại bên sau con Dominator mà đi được với lại mấy con cây hai này thì rất là tuyệt vời luôn. Nhưng mà khoan, khoan đã, từ từ. Oh my god, được nha. À, cây ba cáo là lấy nè, tại vì cáo là nếu mà đi xấu giả thú cáo cũng có đam. Từ từ, từ từ đã, bình tĩnh đã. Con cây này bây giờ để đây, không mua thì tiếc, mà giờ mua thì không có chỗ để. Ồ, bán cái này đi, mua cái này vô đi giả thú cũng được, không đi Dominator cũng ngon. Thấy chưa, dạo này bạn thấy con mèo có chất lượng không? Con mèo nó có giá trị ở chỗ là vậy đó. Bạn team bạn đã đông rồi thì con mèo nó sẽ giúp cho bạn đông hơn, đông hơn. 60 tiền rồi, hôm nay mà up level 7 không biết để con gì vô đâu mà vấn đề. Nhưng mà bây giờ mình đi xấu giả thú, mình đi xấu giả thú nó sẽ phù hợp hơn với cái đội hình này. Nó up 7 cái nhẹ nè, bây giờ để con cáo rồi vô, chúng ta sẽ có hai giả thú. Nếu mà con sâu hai, để con sâu hai vô cũng ngon. Ừ, để sâu hai cũng ngon. Nhưng mà bây giờ con unicorn đâu? Phải con unicorn, con chó cũng phải mua nè, con chó phải mua.
Tại sao con chó này chút xíu nữa, ôi, nói tới con chó này thì lại nó cũng có một vấn đề nữa bạn. Nói tới con chó là cũng có vấn đề nữa. Con chó này mà sử dụng cái đồ y chang con cây hai cũng được luôn. Nhưng mà bây giờ mình chưa có bốn rui. Cái con một tiền là không ra, con bốn tiền thì nằm đây, rồi con một tiền thì không có nè. Hơi lạ, hơi lạ. Đương nhiên con một tiền cái meta nào chứ meta này là nằm trong tướng chung nha. Nằm trong tướng chung thì không thể không có được, do là nó chưa ra thôi. Đẻ đi em ơi. Đúng rồi. Không có chờ được nữa đâu, đẻ đi. Đúng rồi, good boy. Good boy. Ê, tụi này nó cũng trâu ác đó chứ ha. Tụi này nó cũng trâu ác đó chứ, chẳng đùa. Trời ơi. Thua vậy, chắc này thua rồi, khó quá. Triệu hồi thêm còn thêm nữa, cái mà tại biết sao nó không có cái nó không có cái sát thương từ cái trứng đó, cho nên là nó bị giết hoài, nó không chết. Ok, thằng này mạnh. Mày mạnh, mày thắng được tao là mày phải mạnh. Mình ở đây rồi, nhưng mà giờ tao có cây ba rồi. Cây ba nó khác với cây hai nha anh em. Cây ba nó khác với cây hai dữ lắm mà. Cây ba hai tiền ba sao này bây giờ triệu hồi ra mấy con nó là to nha. Đam tay là có luôn á. Đam tay là có luôn đấy. Mình thua là mình phải hiểu là nó mạnh nó mới thắng mình. Chứ không có hên xui gì đây các bạn. Không, nó hay nó mạnh nó mới thắng mình, vậy mình mới rút được kinh nghiệm. Chứ mở mồm ra thì cứ nói là do mày hên thôi, không lớn được mấy anh đó, không lớn được. Mấy anh đó không lớn được đâu bạn, cái đầu nó ngắn tới đó thì nó chỉ tới đó thôi à. Ok, đó, trời ơi chết mẹ mày, cái này ghê nè. Nhưng mà cây ba rồi, hồi thời gian hồi chiêu hơi lâu nha. Cái này phải lấy thêm thời gian hồi chiêu nữa là ngon. Ok, đập, trời. Thấy không, bạn thấy con ghê không? Đâu có giỡn bạn, con hai con cây cây mẹ có thể chết mà hai con cây con còn sống là cũng đam to lắm nha. Ok, good. Lụm cái chuỗi liền, ăn cái chuỗi 10 nha bạn, 13 chứ. Ăn cái chuỗi 13 tao nói rồi, số 13 số xui lắm. Số 13 đen lắm. Rất tiếc cho bạn là bạn dướng ngay cái chuỗi 13 gặp mình. Gặp ngay thằng siêu đẻ, chết chưa? Chết chưa? Cút giùm. Gặp ngay thằng siêu đẻ mới nhục nè. Bây giờ bỏ giả thú chúng ta lấy mèo cũng được. Bỏ giả thú chúng ta lấy mèo cũng được. Nhưng mèo như vậy chúng ta sẽ có thêm 7 con. 8 con. Thêm một con mèo nữa thì mèo gây sát thương cũng được. Nói chung là cũng gọi là ổn. Nhưng mà bây giờ bởi sao mình lại có thêm một cái máy đẻ nữa là con sâu. Con sâu này thì bạn đừng nên để cho nó cái thớt hoặc là cái trứng làm gì. Cái trứng là bạn phải để cho những con mà nó di chuyển nhiều á. Chứ còn con sâu này nó đẻ ra sâu con nó nằm xung quanh nó không à. Đa phần con sâu con là nó không di chuyển luôn, nó đứng im. Mà nó đứng im thì sao? Mà nó đứng im thì rất khó để cho nó bị đánh mà gọi là nó cứ đánh chết hoài đó không. Giống như con cây hai này nè, con cây hai tiền nè. Nó đẻ là đẻ sau lưng đối phương á. Tụi nó quay lại tụi nó đánh chết liền, hoặc là nó bị đánh liền, nó bu vô mà. Nó bu vô. Cho nên con cây này nó thích hợp sử dụng giống như là cái trứng với lại cái thớt. Chứ còn con sâu này bạn đừng nên để nha. Con sâu này đừng để, tại vì sao? Rất khó. Thường là nó bu lại là nó đánh con sâu mẹ cùng nhiều người với sâu con chung luôn. Là nó bu lại là nó đánh vậy luôn. Cho nên là khó mà đến mức mà sâu cái con sâu con chết mà để con sâu mẹ còn sống lắm. Cho nên là để trang bị nó vô là nó cũng giống như nó hơi phế phế rồi đó. Thấy chưa? Đâu, đội hình tao đông lắm. Đội hình tao đông lắm, không đùa đâu bạn. Thấy chưa? Good boy. Đâu, ghê. Con cây ba này khủng khiếp nha. Up 8 bây giờ để thêm con này vô nữa. Con này vô 4 giả thú cũng được. 4 giả thú cũng được thôi. Chứ chưa phải là quá kinh khủng gì hết, nhưng mà 4 giả thú là được, 6 giả thú là ngon nhất nha. Đội hình này thì hai con mèo này để đây giống như là chơi chơi như vậy, mình có thể chuyển 6 giả thú luôn. Mình có thể chuyển 6 giả thú luôn, hai con mèo để đó chơi chơi thôi. Muốn là có thêm chút đỉnh thôi, nhưng bây giờ 6 giả thú cái đam nó to nha. Cái 6 giả thú đam rất to. Đó. Cũng được, tạm ổn đi.
Để coi thử coi. Trời. Ôi da, này đi gì? À này đi Warrior. Mà có tút K3 nha. Mà tút K3 lại đứng trước mặt con cây 2 của mình, đúng đen luôn. Nó đấm một cái chết luôn con cây 2 mà. Ok. À, do là mày để cái, đúng là úp con tút K3 này để ngay vị trí đó nữa chứ. Hay thiệt. À, hay thiệt luôn á. Sao mà lại nó có sự trùng hợp như vậy được? Cái trứng tốt nè. Cái trứng này tốt nè. Cái trứng rất ổn. Đưa cho chó. Chó cũng là một con có thể sử dụng trứng hoặc là theo kiểu là cái thớt nha. Tại vì hai con chó con của nó cũng là có thể bu vào đối phương. Hai con chó bị giết trước là chắc ăn rồi. Tại vì gồng một chiêu là con quỷ này nó trâu hơn rất là nhiều. Mà giảm 60% hồi chiêu từ hai con chó đó, không biết là con chó này nó có được hưởng lợi nhiều không. Thời gian hồi chiêu của con chó này khá cao. À khá cao, cho nên giảm 60% thì cũng gọi là cũng chưa phải là đủ. Nhưng mà trên cái trứng thì tuyệt vời. Chết mẹ, bị câm lặng luôn thì thôi ăn cứt rồi. Bị câm lặng là ăn cứt liền. Tại vì không có triệu hồi được chó thì làm gì có hồi chiêu đâu. Làm gì có chó con để chết, mà không có chó con để chết thì làm gì có hồi chiêu đâu. Xui thiệt sự luôn. Nhưng mà không sao. Đánh con chó thì mày bỏ quên con cây 2 với tao. Con cây 2 mới đâm chín nha. À, con cây 2 mới đâm chín nha bạn. Đó, thấy chưa? Nãy giờ thằng nào đụng mình cũng thua nha. Thằng nào mà đụng mình mà thua là không có ít máu nha bạn. 10 máu. 10 máu là ít dữ lắm rồi đó. Ờ. Trời ơi, thôi cút mẹ mày hai con mèo này đi. Trời ơi, bây giờ mà để mèo vô vậy thì cũng được đi. Mà giờ lấy mèo sử dụng cái gì? Ờ khoan. Khoan đã. Nhưng mà cái này phải về cuối luôn nha. Về cuối chúng ta mới sử dụng được. Nhưng mà bây giờ mà nuôi mèo luôn thì nó có tốn tiền không? Tại vì ba con mèo này chính tiền nha bạn. Ờ, ba mèo này chính tiền nha. Chứ không phải dạng rẻ rẻ đâu. À, ba mèo này chính tiền á. Tại sao chút xíu nữa mình để con mèo đó mình sẽ cho bạn biết tại sao mà chút đi chứ giờ chưa nói. À nhưng mà bạn thấy không, cái thằng này mới đụng mình nè, bây giờ đụng mình lần nữa nhưng mà con tút ca của nó giết không được con cây ba, con cây hai đó, giết không được con cây hai thì xin phép mà lấy mày chừng 20 máu thôi. 23 máu nha, cũng quá đáng thiệt luôn á. Ờ, cũng quá đáng thiệt luôn, lạm phát 23 máu. Ây da, ây da, cáo lụm. Cái trứng này thì đương nhiên là không có dùng cho con cáo hoặc con gì khác rồi. Cái trứng này để im đây chút xíu, mình sẽ có một con khác để mình dùng. Ok. Trời đất ơi, mèo nhiều quá. Tích tiền không nổi ông ơi. Thôi bỏ qua, bán đi lấy chính tiền vô. Rồi, 46 rồi, tính ra suy đi tính lại xoay xoay đã hồi chút xíu bán cái nó cũng hồi lại được 40 tiền. Cũng không xa lắm. À, anh em nào đang xem để lại cho mình một like nè. Anh em nào mà chưa bấm nút đăng ký thì bấm nút đăng ký ủng hộ mình nha. Comment bên dưới chút xíu mình anh em sẽ được thả tim nha. Ok. À, cũng cảm ơn anh em nào đã đăng ký hội viên kênh mình luôn. Trời ơi, có mấy anh em đã đăng ký hội viên quá lâu luôn rồi đó. Chắc cũng phải 6 tháng rồi đó. Đó, cảm ơn anh em rất nhiều nha. Mặt nạ hút máu à. Chà, cái mặt nạ hút máu này đây này căng nè. Sao lại không có cái trứng nha? Rất đen cho mình là nó không ra cái trứng nào mà nó lại ra đồ như vậy. À, mình cần cái giảm sát thương đó. À, cái dây chuyền giảm sát thương thì mình sẽ ép được cái trứng thì rất là ngon, nhưng mà mình chắc là mình lên cái rìu cuồng chiến. Cái rìu cuồng chiến này một là nó sẽ cho con cáo mình nó trâu hơn, hai là cái đam nó cũng to hơn. Ừ, có thể. Con cáo này chút xíu cáo hai thì cũng gọi là gánh á, cũng gọi là cái dạng gánh đó nha bạn, chẳng đùa. Nhưng mà bây giờ tạm thời là con mấy con ba sao gánh nè. Con rui nè, đó, con rui với lại con cây hai nè nó đang gánh bạn cũng khá ổn. Thì nói chung siêu đẻ này thì về cuối là bạn phải có carry rồi. À, về cuối là bạn phải có carry hoặc là đội hình bạn phải khó chịu dữ lắm á. À, khó chịu dữ lắm mà giết đến mức mà đối phương không đi về cuối được luôn á. À, kiểu như là đụng là trụng luôn, thằng nào đụng là bố mày trụng sạch thì đó, cái đó thì mới ghê. Đâu, ngon. Quá ngon luôn. Thấy không, con cáo cái gây đàm thấy ghê chưa. Con cáo mặc dù là bị nép sức mạnh rất nhiều như bạn, nhưng mà rất tiếc là nhà bất hành đánh giá sai sức mạnh của nó. Trời ơi, 20 máu thôi. Búp.
28 máu. Ôi ôi. 28 máu bạn, một hiệp mà đi 28 máu, thằng này nó chắc nó cũng kêu trời chứ chẳng đùa. Một hiệp thôi đi 28 máu. 1/4 quãng đường mẹ luôn. 1/4 quãng đường luôn. Một hiệp đi 28 máu thì 3 hiệp là thấy là đã gần chết rồi, 4 hiệp là lên đường là cái chắc rồi đúng không? 4 hiệp là lên đường rồi, nhưng mà 3 hiệp là thấy là lắc lè lạc lội à. Mình chỉ cần đánh với nó 3 hiệp mà 28 máu thôi, còn nhiêu tụi kia tự làm. Chết luôn. Chịu gì nổi bạn. Ôi ôi, bộ siêu đẻ này đúng kiểu là nó có một cái gì đó chơi nó rất là âm binh nha. Phải nói vậy luôn, chơi rất âm binh. Chơi rất là âm binh nhưng mà nó lại nó cũng là một cái gì đó, nó lại rất thú vị. Mình lại thích mấy âm binh vậy, lạ lùng. Nếu mà mình đi với tụi này thì mình cay lắm nha. Nhưng mà mình chơi á thì sướng. kiểu như là mình bị thằng khác đi bộ này mà chơi mình á thì mình cũng đau. Nhưng mà kẻ bị đau thì lại là muốn làm đau kẻ khác. Mình lại thích chơi cái bộ này để làm đau thằng khác. Cho tụi bay biết thế nào là lễ độ. Tao mà đã bị gọi là sao, tao mà nhúng chàm rồi thì tay tụi bay cũng không thể sạch được. Đúng không? Kiểu không, miễn là mày đau khổ là tao vui rồi. Không có, mình cũng ghét lắm nha. Thí dụ giống như đi đội hình này mà mình gặp thằng này mà rút máu kiểu đó là mình cũng cay lắm á. Nhưng mà mình chơi thì mình lại thấy nó không có gì. Không có cảm giác tội lỗi phải không? Được. Không, chút xíu mình còn tích thêm một con cây ba nữa, con cây 2 tiền 3 sao nữa. À bây giờ mình đúp chín cái đã rồi từ từ mình tính. Cỡ tụi này bây giờ tụi Agency Ranger 3 sao nha. Chết mẹ mà nó bắn trúng cái con đó. À nó bắn đúng gọi là vô mục tiêu lắm nha. Nó bắn trúng cái con cây 2 tiền mà. Ok trời. Nhưng mà thua rồi. Dán này con quần què gì rồng 3, chỗ này thằng này đi Shaman hả? Đúng không? Thằng này đi God đúng không? À thằng này đi God nè, xong rồi kích Shaman triệu hồi được con rồng 3 đúng không? Biết chắc luôn, nhìn thấy là biết liền. Gọi là bắt mạch là không có sai được phải không? Nhưng mà mua được cáo 2. À xong rồi up ta up 9 mua con, để con này vô lấy 2 warlock nè. Để chưa? Lấy 2 warlock tạm thôi. Tạm thôi, nhưng mà con cáo 2 này được, con cáo 2 này để đây chút xíu chúng ta có cơ hội dùng. Cáo 2 này chút xíu nữa mình phải nhờ nó nhiều quá. Chút xíu rồi về cuối mà thiếu đam là nhờ con cáo hết luôn á. Con cáo là cũng ngộ thuộc dạng là nhờ gọi là gánh đam về cuối á, tại vì đội hình này nó dựa vào siêu đẻ mà. Đam tay với lại biết sao? Cái số lượng, dựa vào số lượng để nó đè đó người ta. Về cuối mà gặp thằng nào nó lia lẹ đó, như là hổ ba nè, rồng ba các loại rồi vậy đó, lia bài mà nó lẹ đó thì cũng phải nhờ đam từ con cáo á. Chứ không có đam của con cáo thì chút xíu là cũng hơi cũng khó thắng lắm chứ bộ bạn. Trời, nhưng mà thằng này chết rồi, mày chết lẹ lẹ đi Trần Dần. Này chắc không tới 29 máu đó. Con Trần Dần mà nó sống thêm một chút xíu nữa thôi, con cây nó đẻ ra cho một đợt quái nữa coi. Chết không? Chết luôn, 3 máu đi luôn. Ôi ôi, con Trần Dần 3, cũng may là anh Trần Dần 3 chết sớm. Cũng may là con Trần Dần 3 chết sớm chứ không này đi rồi. Kiểu giống như là mình đối đầu với nó mà mình cậu chỉ mong mình chết cho nó lẹ thôi. Chứ mà để gặp nó mà trâu chút xíu hồi nó đẻ một đàn đây, 30-40 máu thì trời ơi, cái này mình cần phải có cái trứng liền bạn ơi. Cần phải có cái trứng liền cho cái con cây này nó có thêm giảm sát thương 30%. Đó, với lại có cái nếu mà di hận nè thấy không? Khi vật triệu hồi của người mang theo triệu hồi chết sẽ gây 150 sát thương phép. Nổ một cái là 150, trời ơi, 150 đam. 150 sát thương phép thì cũng đâu phải là cái dạng dừa đâu bạn. Tại sao? Nó nổ thì tính ra một con nổ ít lắm, nhưng mà bạn nghĩ đi, con này nó đẻ ra ít thôi mà. Nó đâu có đẻ một con. Đẻ hai con, xong rồi nó đẻ thêm hai con nữa, xong rồi hai cứ liên tục vậy. Đam lúc nào nó cũng có. Chết rồi. Chết tụi mày rồi. Chết tụi mày rồi. R.O. Trời ơi, refresh ọt luôn chứ còn cái gì nữa. Chết rồi.
siêu đẻ mà có refit ọt nữa thì mình cũng không dám nghĩ tới luôn mà siêu đẻ mà còn có ro nữa. Chà ghê đấy. Ok, không có thì thôi. Ro bây giờ là đẻ phát 4 con nè. Con cây 2 thì phải coi bây giờ đẻ phát 4 con nè. 4 con thì sao? Bạn nên nhớ là nó có một cái thớt ở trong đó, mỗi con hồi 30%. Thì tính ra 3 con chết là nó hồi một chiêu rồi, nó đẻ 2 con nữa. À, bạn thấy chưa? Là thế nào nó cũng sẽ đông hơn lúc trước rồi. Rồi ôi. Đúng kiểu là mình nói thiệt luôn, siêu đẻ mà đã vậy còn có ro nữa thì tụi này chỉ có nước mà khóc thét với mình thôi. Ghê đấy. Này vậy à. Đó, trời, 4 con. Này nhiêu, 6 con. 6 con sắp tới triệu hồi phát nữa coi. Triệu hồi được không? Đó, 8 con. Đi. Này đi luôn, 31 máu giá. Ui chà. Cũng thường thôi. 26 máu. 26 máu thôi bạn. Cũng ít ít à. Cũng ít ít không nhiều. Là một phát thằng đó đang nhì bản nha bạn. Cái thằng Enima gì nè. À, Enima này, thằng này đang nhì bản nha, làm phát xuống cuối bản luôn. Này là 34 máu. À, 31 máu chứ 31 máu, mình vuốt 26 máu còn 5 máu tuột xuống cuối bản luôn. Đội sổ luôn. Đáng lẽ là thằng này nghĩ là 31 máu chắc tao không phải chơi được 3 gián nữa. Gặp ngay thằng siêu đẻ lạm phát xuống cuối bảng luôn, đội sổ luôn. Trời ơi, giống như là đang học sinh giỏi đúng không? À, đang học sinh giỏi mà đi thi quên ghi mã đề, xong luôn, banh chành luôn. Má cay như chó luôn, thiệt này chắc là cay dữ lắm luôn á. Chẳng đùa, nó nghĩ là ừ thì cùng lắm là nó không có top 1, nó cũng phải nằm top 2, top 3 đúng không? Không, không, đẩy một cái là xuống ở lại lớp luôn con à, không có tớp gì đây. Chết lẹ đi, chết lẹ đi nè, tao triệu hồi tới nữa nè. Hên đó nha, triệu hồi thêm phát nữa, chết rồi. Ngộ không, chết rồi, hai thằng chết rồi. Đó thằng Enima đi luôn mà, nó đúng trúng luôn, chết luôn, trời đất ơi, cay à. Cay nha, chẳng đùa mà độ siêu đẻ mà được nhiêu đây ma năng thì đúng kiểu là nhà phát hành muốn tụi mày chết chứ không phải tao. À, nghĩ đi, bộ siêu đẻ mà nó rớt cho mình nhiêu đó mà năng các bạn. Ôi, bộ rõ ràng là nhà phát hành muốn tụi mày chết. Khó thiệt sự luôn á. Ok, Unicorn 3 sao. Xoay, chó. Ui, chó này được nha bạn. Mày chó 3 là tới nha. À, chó 3 là tới công chuyện nha anh em à. Thiệt nha, chó ba là mình dùng đồ cho chó nha. Trời, dùng đồ cho chó nó cũng là một cái thú vui à. Dùng đồ cho chó cũng là một thú vui, thứ dữ á nha, chẳng đồ. Ê, thích một. Sao vậy? Mất 6 giả thú rồi. À, nhưng mà không sao. Siêu đẻ mà, 6 giả thú chỉ là gọi là kiểu như là làm kiểu giống như là che mắt thôi. À, Dương Đông kích tay thôi. Tao đi siêu đẻ nha. Khó thiệt các bạn. Thằng này bao nhiêu máu? 18 máu. Mày chết lẹ đi. À không, nhưng mà cây ba của mình đâu rồi? À chết rồi thì không sao, thằng này còn sống thêm được hiệp nữa, nhưng mà lấy cái chuỗi. À, ok, trứng. Wow. Đưa Ngộ Không vô bỏ tút ca ra cũng được. Bây giờ có cái chuỗi nha, mua cái trứng nè. Xoay cái nhẹ. Ý khoan, lấy con này vô rảy xoay. Cây bà. Không có. Gấu bà. Rồi. Ok chưa? Ok. Bán con này đi, mua vô. Ok. Chết mày rồi con ơi. Nhưng mà cây bà trước cái đã. Hai con cây ba mà bạn, hai con cây ba con này khóa lại lấy cái trứng sau. Một con, tính ra anh úp chó ba được chứ ha. Nhưng mà không. Bây giờ từ từ anh em, mình để hai con cây ba đây, nó cũng thú vị lắm mà. Thằng này bao nhiêu máu đây? Thằng này dám đi luôn nữa chứ.
Ây da, thằng này 18 máu hả? 18 máu không biết chết không? Để coi. Hay là chết hết mấy cái con kia. Ok. Không, cái này không chết rồi, 18 máu này còn sống thêm được hiệp nữa. 10 máu thôi. Ồ nãy không úp chó ba nha. Quên á. À, quên nha. Ồ nhưng mà lấy cái trứng trước đi. Từ từ. Trời ơi. Rớt đồ con mẹ gì thấy ghê vậy trời. Ôi rớt đồ cái gì mà thấy kinh khủng vậy nè. Rồi làm sao tụi nó chịu nổi. Bây giờ tóc đánh chắc đưa cho Ngộ Không. Ngộ Không đập thì cũng ác đấy. Đó, đưa cho Ngộ Không. Ok. Nhẫn dịch chuyển, đúng rồi. Bây giờ chuyển cho cáo là cũng hay. Ok, good, good, good. Rồi, từ từ, từ từ. Hết hiệp quái nè, bây giờ biết sao, kiếm con mèo. Con mèo thay Warlock luôn. Con mèo để vô thay Warlock mình con hai con cây ba này thì sao? Hai con cây ba này ra cây 2 tiền 3 sao ra thành 3 con cây 2 tiền 3 sao. Một con cây 2 tiền 4 sao. Chà. Ghê ạ. Thôi. Thôi. Trời đất ơi chó ba luôn nè bạn. Khó nha. Ờ à, khó đó. Trời đã vậy còn chó ba mà còn có cái trứng nữa. Chết tụi mày rồi. Chết tụi mày rồi mà bạn nên nhớ chó ba này nha. Là chó ba mà nó có gọi là sao? À, RO và trứng. Trứng này mình đưa thêm một cái thớt vô trong người nó luôn. Là 50 là 80%. Nó RO. Lấy cái thớt để vô luôn, nhẫn dịch chuyển nha. Ờ à, thôi kệ, đó như vậy đi, trước tiên như vậy đi. Con chó này là con quỷ rồi bạn. Con này là con quỷ chứ không còn là con chó nữa nhưng mà bị câm lặng hơi ngu nha. Trời. Bạn thấy gì không? Ôi ôi, vô nó chỉ RO nó gồng hai phát nhưng mà nó biến tại nó biến chim cánh cụt hơi lúc đầu nó cũng hơi khó đó chứ. 10.000 máu. 12.000 máu. Cũng ghê đấy. Cái nữa em ơi, cho biến chim cánh cụt hoài vậy. Em tài bạn ơi, bị biến chim cánh cụt hoài luôn á. Ôi, hơi đen nha. Hơi đen nha bạn. Pha bị biến chim cánh cụt hơi đen nha. 12.000 máu bạn. À, để coi con này RO mà, để từ. Cái mình đưa nhẫn dịch chuyển cho con này thì mình đưa hết đồ của con này qua cho con Ngộ Không đi cũng được. Như vậy chắc ổn rồi. Cái chén đúng rồi, cái chén hồi máu cho con chó được. Cái này cũng hồi nãy là mình không có định nuôi con chó. Chứ mình định nuôi con chó là mình phải lên cho nó cái gì quên rồi. Cái rìu xoay đó. Cái rìu xoay đó mà giờ đưa con chó này mà lên được. Mình còn dư một cục mà ngọc rồng nữa mà. Thấy không, chó 7.000. Nhiều rồi, bao nhiêu. Họ chiếu đi. Anh tiêu đi, 9.000. Bị hét hoài luôn á. Ồ, bị hét hoài luôn á. 9.000, anh tiêu cái nữa. 10.000. Nhìn cái ống máu là theo muốn chơi bạn. Anh tiêu cái nữa. 12.000. Cái nữa em ơi, cái nữa là cái chắc rồi. Bao nhiêu. Ui cha con này. Đồ dữ á. 18.000. 20.000. Chó 20.000 máu. Má ghê thiệt luôn á. Ôi ghê kinh vậy á. Chẳng đùa nha. Chó 20.000 máu. Má, chó này là con quỷ rồi bạn. Ôi bây giờ sao đây ta. Bây giờ bán con mèo đi. Hai ba con cây hai này nó không nhầm nhò vậy. Nó bán mèo đi. Mua cái trứng vô úp Ngộ Không hai. Để con này vô lấy hai Warlock. Rồi đưa hết đồ cho cô của con cáo qua cho con Ngộ Không. Rồi kéo con chó xuống đây nè để cho nó dịch chuyển qua kia, nó đừng có bị đứng ở trong cái dòng kia cho nên là nó dễ chết quá. Ôi câm lặng vậy, chết mẹ con chó tao rồi. Đó triệu hồi. Không ván này thắng được. Ngộ Không đứng đây đập ghê lắm. Chó 9.000 máu các bạn. Ôi ghê. 10.000 rồi. một máu mà vẫn sống. Thằng lì thật này da trâu thật chứ không phải da người rồi. Má con này đúng là con chó mà nó còn đẻ nữa thì đúng kiểu là nó
đã chó rồi mà còn đẻ nữa, mẹ khổ thật sự luôn á. Cũng trâu kinh nha, trâu ác đó chứ nè. RO nha bạn, đã vậy cái hên là con chó này của mình nó không có cái rìu xoay thôi, chứ con chó này mà có rìu xoay mình nói thiệt vô địch luôn, vô địch luôn. Đã có trứng rồi mà còn cái thớt nữa, RO nữa, quá nhiều thứ. Trời bị hét liên tục luôn, con chó là bị hét liên tục luôn á nha. Nhưng mà cái con cần hét á thì mày không hét. Cái con cần hét của cái team này là con Ngộ Không nè. Con Ngộ Không đứng đây đập ri nè. Con chó là chỉ để tăng thôi. À, chứ cái đam của nó không có bao nhiêu á. Nhưng mà cái Ngộ Không đập ri nè thì không bị hét, không bị hiệu ứng khống chế. Không? Nó không có đúng mục tiêu. Ok anh em đang xem đây, lại cho mình một like. Ai chưa bấm nút đăng ký thì bấm nút đăng ký ủng hộ channel của mình nha. Cảm ơn mọi người. Anh em nào mà nhớ để lại một comment bên dưới, anh em sẽ được thả tim tham gia nhóm bài đàn Hama trên Facebook nha. Rồi sẵn tiện cũng cảm ơn anh em đã đăng ký hội viên kênh mình nha. Anh em nào mà chưa có đăng ký hội viên á thì nếu mà có điều kiện thì nhớ đăng ký hội viên ủng hộ mình.